chào cô bé. Cậu bé ơi, thì hôm nay là ngày đại lễ đám giỗ của ông ba. Có thể cha mẹ chuyển cậu bé về đây hay là tự ý cậu bé về đây? Có thể cho một lời giải thích đi cậu bé. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này thì nói chung là bé đi về là bé giữ lễ là trong cái sự tình nguyện của bé. Chứ từ xưa tới nay trên các cuộc lễ, cha mẹ tổ thầy của quyền thất tổ cũng chưa có đặt để bé là trong cái ngày lễ đó là phải bắt buộc phải về, thì cái đó là nó không có. Bởi vì trong tới ngày lễ dỗ thì trong cái ngày lễ dỗ của ba thì bé về đây trước là để bé vô cầu xin đăng trình cụ ba trong cái kỳ này. Chẳng cụ ba từ bi hỷ xã trong bốn chữ vũ sơn kỳ hương để độ nam nữ trong cái trận đời chiến đó. Là nói như vậy. Chứ mà nói ở trên mà để mà ra lệnh cho bé về thì nói chung ra từ xưa tới nay thì bé chưa có cái vụ như vậy. Thì về dự trong cái cuộc lễ thì bé tình nguyện bé đi, chứ chưa có ai mà cha mẹ tổ thầy hữu của quyền thất tổ phải bắt buộc bé phải đi, thì cái đó thì nó không có. Còn mỗi anh em tỷ đệ huynh mà được lệnh đi thì cái đó là của anh em huynh đệ. Còn bé từ xưa tới nay bé đi đâu cũng vậy, bé đi thì bé đi chứ không có được cái lệnh lạc gì hết. Là nói như vậy. Thì vì bé nhỏ thì mượn trong cái xác hữu hình này thì bé nhỏ với cái xác cũng đớn đau mà cam đành trong cái xác trong cái kỳ này dữ lắm. Bởi vì miễn làm sao mà cho nam nữ mà con của mẫu mẹ mà để mạnh lành bình an tu hiền để mau trở về chiến thòn của mẹ kỳ này thì bé cũng đã mừng rồi, chứ không phải là bé đi các cuộc lễ mà bé để hơn thua cao thấp anh em huynh đệ thì bé không có. Bởi vì á, mình xa gần gì cũng vậy, anh em huynh đệ xa gần gì cũng vậy. Nếu về dự lễ cụ ba thì cũng là con của mẹ của cha thôi. Bởi vì mình cái xác cụ hình mình thì phải mượn trong cái xác cụ hình phải có sanh đẻ cả cái xác của mình. Mà nếu mà nói giờ mình nhìn đi nhìn lại thì mình chỉ cũng có một cha một mẹ trong cái bầu trời này mà thôi. Thì bé chỉ trả lời bao nhiêu đó. Thì nói chung ra từ xưa tới nay ở Huynh Hùng thì cũng chưa biết cái xác của bé. Thì Huynh Hùng cũng đã có quay. Thì trước đó thì anh em một nhà thì sớm với muộn gì thì sao cũng về một góc mà thôi, chứ không có ai nhiều về nhiều góc đâu. Bởi vì bé chỉ cầu sao cho ba đạo đắp bờ mà đắp nền Nam Việt mới dựng bền an cương. Rồi cái trong cái kỳ này thì anh em huynh đệ gán mà bồi gán mà đắp trong cái kỳ này. Trong cái xác cũ mình cũng vậy, nếu mình tu mình cũng phải bồi gọi phải đắp trong cái xác cũ hình của mình. Chứ trong xác cũ hình mình nói tiếng tu mà không bồi không đắp thì mình cũng chẳng được cái gì đâu. Bởi vì mình tu mình không bồi không đắp thì bấm nền trong bản thân mình thì nó cũng không có dựng được. Thì cũng phiên trong anh em huynh đệ thì trong cái về cụ ba thì về trong cái du di hiển linh, thì nói chung trong cái lễ này thì cụ ba cũng có điển trở về nơi đây, chứ không phải là cụ ba không có điển về. Thì nói chung ra trong cái cung cái phủ thờ của cụ ba thì ngày nay lễ 97 của cụ ba lễ kỳ yên thì cụ ba cũng có phụ điển, còn những ngày thường thì cụ ba không có phụ điển về đây. Bởi vì cụ ba trong cái kỳ này thì cụ ba còn phải nhiều việc mà để làm này làm nọ lắm, chứ không có cụ ba không có rảnh mà về phụ điển hoài trong cái chỗ này. Là bé trả lời như vậy. Còn trong mà anh em huynh đệ trong cái hữu hình trong cái duyên căn ai cũng vậy, thì ai nói sao thì cứ nói. Thì trong cái bổn phận trong bé thì chỉ biết là bao nhiêu đó thôi. Thì ngày nay là mới đúng là mùng 7, mùng 8, mùng 9 trong ba cái nhật này thì cụ ba có về trong ba cái nhật này. Vậy là cụ ba có về. Cụ ba có về trong ba nhật này. Còn những ngày thường thì ba không có về ngự tại nơi đây. Bởi vì cụ ba là về thiên, cụ ba phải lãnh lệnh cha mẹ đặng cụ ba làm việc trong cái kỳ này. Bởi vì kỳ này cụ ba phải gấp rút trong cái kỳ này thì cụ ba phải về thiên. Nó như vậy. Còn trong ngày nhật 7, nhật 8, nhật 9 này thì cụ ba có về. Cụ ba về đặng cứng lòng nam nữ đăng trình đặng cầu sinh thì cụ ba ở trên sẽ có minh chứng. Lúc mà về mà thanh tâm thì cụ ba chứng cho mình á. Đúng rồi. Bởi em mới nói câu như vậy á. Thanh tâm căn nguyện cụ ba,
cụ ba trên trước chứng minh tất lòng, lòng thời nam nữ xa gần trở về cắn nguyện sẽ cầu sinh đất thành. Thì kỳ này á, thì cụ ba chứng trong cái kỳ này thì nói chung ra thì kỳ này cụ ba phải chọn lọc trong cái kỳ này nha. Bởi vì cụ ba kỳ này là cụ ba cũng phải có chọn lọc trong cái kỳ này, chánh di tạ thì cụ ba phải chọn lọc. Bởi vì á, bởi vì á, ngài mở cửa mà quỷ dương xuống thế mà phá đạo trần mà dương thế nữ nam, thì kỳ này á, thì quỷ dương đi đứng nổi lực thì nó biết tên nữ nam hết trơn. Thì kỳ này á, thì nữ nam rất là khổ vào trong cái kỳ này. Bởi vì trong kỳ này á, thì bệnh thiệt có một mà bệnh giả thì tới 10. Bởi vì bệnh thiệt thì có một mà bệnh giả nó điểm vô cho tới 10. Bởi vì nhiều khi trong cái nam nữ hầm trần nào cũng vậy, có tiền muốn bạc dạng nào cũng vậy, mà có tiền có bạc mà không biết mà ra ông cái đạo tu hiền, mà không biết vào bốn chữ Vũ Sơn Kỳ Hương. Bây giờ có tiền muốn bạc dạng nào chỉ bệnh cỡ nào cũng không hết trong cái hữu hình ngày nay là nó như vậy. Bởi vì linh dược thì cũng phải có cái tâm dược thì nó mới hết bệnh thôi. Còn mà nói có tiền mà dùng cái linh dược mà không có tâm dược thì trong kỳ này thì khó mà hết. Bởi vì trong cái kỳ này thì mẹ Nam Hải thì cũng bước sang nam duyên này, mà cam lồ nhành liễu thì mẹ cũng gửi ban phú đời. Thì trong cái kỳ này thì mẹ Nam Hải thì cũng cặn kề nam nữ trong cái kỳ này. Thì thôi thì nam nữ ngày nay thì cũng gán cầu xin Quan Âm Nam Hải Phật Bà cam lồ nhành liễu mà gửi ban phú đời. Mà ngày nay thì phải gắn đổi giờ, đường tu đi thẳng chứ đổi giờ đừng quên, là nó như vậy. Thì thầy hồi xưa thầy mới trả lời không như gì, thầy mới nói không như gì mà nói không biết có được không hay nói nào. Thầy mới nói không như gì, thay đổi đời phải thay hết nhân sanh, thay nhân vật thì mới đổi đời thành đức. Chúng sanh ơi gắn lo hiền đức, để mai này trồng Chúa Minh Hoàng. Sư huynh, có thể sau này có cái dự cái được cái loại cái dự cái lễ long qua không sư huynh? Thì nói cho huynh nghe cái như vậy, nếu mình người tu hiền đừng nên mà chờ ngày dự là hội long qua. Mà có cái ngày đó không? Dự hội long qua là cái ngày đó thân xác mình rất là khổ. Chỉ hội long văn với hội long đình là hai cái hội đó mình về dự mới linh hồn với cái xác mình mới nhẹ nhàng. Chứ mình về dự hội long qua trong cái chằng miền này thì thân xác nào cũng vẫn là đớn đau. Bởi vì trong cái hội long qua là cái hội đớn đau của nam nữ học trò, mà hội long văn là hội mẹ thầy lập ra, hội long đình là mười phương chư Phật. Là trong cái chiến này có ba cái hội, hội long qua, hội long văn và cái hội long đình. Mà nếu mình tu được, mình cầu nguyện làm sao, một là mình về dự hội long văn, hai là dự hội long đình, chứ đừng nên nguyện cầu dự hội long qua. Hội dự long qua là bao nhiêu nghiệp nam nữ sẽ trả hết trong cái kỳ này. Mà có thể là trong cái thân xác mình đớn đau trong cái kỳ này, nghiệp mình phải trả trong cái kỳ này luôn. Mà kỳ này là trả nghiệp rất là đau đớn. Trong cái kỳ này cha sàng mẹ sảy, khổ hết trong con kẻ hồng trần. Thì kỳ này là nam nữ rất đau đớn trong cái kỳ này. Thì thôi gắn nguyện sao mình cầu làm sao tu đắc thành về dự hội long văn, dự hội long đình, đừng nên cầu dự hội long qua. Mà huynh thấy trong cái hội này, huynh thấy nam nữ chúng sanh ai cũng đều đáng trả nghiệp hết. Trong cái hội này có ai mà nhẹ nhàng linh hồn và thắng sắc? Cậu bé ơi, hồi nãy nghe cậu bé nói là trong ba hội long qua, long đình và long văn, thì hiện tại bây giờ mình đang sống trong hội nào? Mình đang nằm vào trong cái hội long qua. Bây giờ mình đang trong cái dòng hội long qua. Mà trong cái hội long qua này là trong cái nghiệp tội mình phải trả. Mà trong cái hội này tu phải giả câm giả điếc giả mù, không nghe không thấy mới là thiệt người tu. Chứ mình tu mình còn nghe còn thấy, không bao giờ mình vượt qua cái hội này được hết. Bởi vì cái hội này là cái hội trả nghiệp. Không nghe không thấy. Đúng. Tu phải giả câm giả điếc, hàng tính còn phải lòn trôn giữa trời.
Nếu mình được hàng tính mà lòn tôm giữa chợ, mình sẽ giữ qua cái hội Lâm Hoa, mình sẽ giữ cái hội Lâm Văn là hội Lâm Đình. Là nói như vậy. Thì nghe Quynh giải thích về cái hội Lâm Hoa này thì như vậy thì nhà Quynh thêm một chút nữa là như mình phải tìm cách như thế nào mình để mà biển chuyển cho cái thân xác của mình mà đừng có manh động về những nếu cái, mà cậu hỏi bé nhỏ mà hỏi bé như vậy thì bé nói trước với cậu một cái như gì, bây giờ Quynh muốn vượt qua là Quynh phải học cái chữ nhân, Quynh phải học cái chữ nhân là Quynh mới vượt qua cái hội này. Bé nói là cái chữ nhân là Quynh biết rồi chứ gì. Quynh phải dựa trong cái xác ngũ hình của Quynh phải để cái chữ nhân vô tập. Thì giờ Quynh giải thêm cho bà con hiểu thêm. Là giải cách làm sao? Thì giải cho những cái nghĩa nhân nó như thế nào và mình phải làm cách nào để cho nó biến chuyển theo cái ý muốn của bao nhiêu người khác. Bởi vì mà nếu mà mình vượt qua cái gì cũng vậy, nếu mình muốn tu hiền mà mình được vượt qua trong cái hội này, đem công đội lấy nuôi thân. Đừng làm gì cho người ta khổ, mà đừng làm gì cho người ta ghét. Bởi vì mới nói một câu thương cũng khổ mà ghét cũng khổ. Mà sống đời làm sao đừng thương đừng ghét là mới vững bền sắc thân. Là nói như vậy. Thì nói chung ra nói với Quynh câu như vậy. Trong cái hội này thì Quynh thì đi nhiều hơn bé rồi, thì Quynh thấy trong nam nữ trong cái hội này ai cũng đều khổ, ai cũng trả nghiệp, mà trả nghiệp nhất là trả nghiệp bệnh. Trả nghiệp bệnh trong cái đời nay là nhiều nhất. Còn kế đó nữa sẽ trả cái nghiệp khổ là hai. Còn trả cái nghiệp thứ ba, mình sống đừng cho thẹn dưới lòng. Thì nghe cậu bé nói là thầy trả nghiệp. Thì trả nghiệp như thế nào là cái nghiệp kết quả? Thì cậu bé giải thích thêm cho Quynh hiểu và cho quý Phật quán hiểu thêm. Thì nói chung ra nếu mà mình chữa qua cái hội này thì mình phải rửa cái bản thân, mình lau chùi cái bản thân. Sáu câu lục tự mình phải nằm lòng, rửa lòng từ bi mình phải phát ái. Dầu có ai cử ai mắng mình cũng vậy, cửa từ bi mình cũng dẫn từ bi quá hết. Bởi vì mới nói Quynh câu như gì, người ta nói câu như gì, ta nói á, sáu câu lục tự Di Đà có trong tâm trí cẩn cầu ngày đêm. Sáu câu lục tự hồng trần, sáu dằn sáu khắc mà sáu bài dằn thơ. Đâu phải mà sáu câu lục tự là mình nói sáu câu lục tự nó là dễ đâu. Thì cảm ơn cậu bé đã giải thích về cái hội hôm qua rất là hay. Thì cậu bé ơi, cho mình hỏi về cái về ngôi xíu. Thì trong các ngôi đó cậu bé, ngôi của Quyền là như thế nào cô bé? Của Quyền trong họ thì như thế nào nhờ cô bé giúp tìm thêm? Thì nói chung ra thì nói vào trong cái của Quyền trong họ thì trong bà bảy đời chính kiếp, nhiều đời nhiều kiếp của ông bà của mình xa xưa, thì ngày nay trở về bên hàng Cam Quan Thượng Đặng của Phật thì là về bên của Quyền trong họ. Còn ngày nay mình thờ trong của Quyền của mình thì thờ chỉ có bảy đời chính kiếp mà thôi. Là nói như vậy, mình phải thờ làm sao mà thờ của Quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp là mới đúng là của Quyền căn bản. 5 cái máy, 6 cái máy. Phải nhiều đời nhiều kiếp. Thì cậu bé trả lời rất hay. Thì cái ngôi ngũ hành nó như thế nào cô bé? Thì cậu bé trả lời giùm cái ngôi thì ngũ hành. Thì bây giờ thì nếu mà hỏi vào trong cái ngũ hành thì bây giờ cậu cũng đang sống trong cái ngũ hành. Quynh giờ Quynh cũng đang ngồi trong cái ngũ hành. Mà trong cái ngũ hành này có hai, ngồi trong cái ngũ hành này có một cái phước mà có một cái nghiệp. Một cái Quynh tạo được thì Quynh sẽ nhận phước trong cái ngũ hành. Mà Quynh tạo làm sao mà cái nghiệp Quynh trả nghiệp trong cái ngũ hành này thì Quynh sẽ trả trong cái ngũ hành. Bởi vì Quynh cũng đang ngồi trong cái ngũ hành của năm này. Bởi vì không có ai mà lọt qua cái ngũ hành năm mẹ bao giờ hết. Dầu Phật, Thánh Tiên, của Quyền, Thất Tổ, ca mẹ, tổ thầy cũng vậy.
ai cũng đều đang sống trong khu ngũ hành hết, còn cha mẹ trên thiên thì ngoài cái ngũ hành thôi, là nó như vậy. Còn nếu mà nói vào trong cái hữu duyên của cậu ha, thì nếu tâm tôi cũng đặng tâm mà tu thì còn hơi hẹn hơi hứa chút xíu nha. Nói huynh á, tâm á thì cũng đặng tâm mà tu cũng còn hơi hẹn hơi hứa chút xíu, hơi hẹn hứa đó. Bởi vì nói chung ra, bởi vì huynh á đi cái này là huynh đi ra một cái chiến trường. Bởi vì huynh còn cơm gạo áo tiền chưa có an cư lập nghiệp được, bởi vì cái chữ tu mình xin hẹn xin hứa tại mình đi mình quay như gì là mình cũng làm một chiếc thuyền. Huynh cũng quay như gì, huynh cũng làm một chiếc thuyền. Huynh không phải là đưa ở đây là trong nước của mình, có thể là chiếc thuyền huynh chèo qua tới nước ngoài luôn là huynh cũng là đang chèo thuyền. Cũng như nói chung ra huynh bây giờ cũng có lòng mà chỉ chưa đủ sức thôi. Thì huynh nói về cái thiết về bên ngũ hành rất là hay. Thì huynh ơi, như cho huynh cho để hỏi một câu là, thì ngày xưa thì huynh có thể bật mí về thì câu tí xíu giùm nha. Ngày trước thì trong kinh giáo lý thì nói là mỏ ông két thì là ngày trước là quay ra hướng lộ, mà bây giờ quay về hướng Thiên Cấm Sơn, thì cái ý nghĩa của nó là như thế nào? Nhờ huynh giải thích về cái hướng đó về Thiên Cấm Sơn. Thì huynh mới hỏi một câu cũng như là trong cái giáo lý mà cũng trong nằm vào trong cái cơ đó phải không? Nói ông két là nằm về bên núi Anh Vũ Sơn đó phải không? Vũ Sơn là nói chừng nào mỏ ông két mà quay qua núi Thiên Cấm Sơn đó phải không? Thì cái đó thầy cũng nói rồi mà. Dạ, huynh giải thích thêm. Thì thầy cũng nói rồi mà, tại vì chưa tới ngày thôi. Thầy cũng nói ở chừng nào thì mỹ thuận bắt cầu, tới ngày núi cấp thì đền cầu học lắm. Phải vậy không? Thì nói cho huynh nghe câu như vậy, sau này không còn cái chữ Thiên Cấm Sơn nữa. Sao nó không còn Thiên Cấm Sơn nữa huynh? Sau này cái chữ Thiên Cấm Sơn sẽ mắc vào cái chữ Thiên Cấm Sơn, mà sau này là lấy cái chữ Hoa Liên Nhà Bạc. Vì cái sao là cái núi Hoa Liên Nhà Bạc sao? Vì ngày hội là lập ở đó thì sao mà lập là lập ngay tại nhà bạc, lập nhà bạc nặng thi văn thi võ cấp đó 12 chữ Phật đạo mới ra chấm thi. Bởi vì kỳ này 12 chữ Phật đạo cái chấm thi mà thi văn thi võ mà thi từ các cụ cam quan tượng đặng cụ thần và các cô các cậu luôn, cũng như cấm hết vào trong cái chiến này. Thầy huynh ơi, như huynh về ngày đại lễ của ông ba thì huynh cảm nhận trong tâm thâm tâm của huynh là như bà con thập phương mình đến đây thì huynh sẽ công nhận mình như thế nào, và nghĩ đến bà con thập phương mình như thế nào huynh ơi? Thì nếu cậu hỏi bé thì bé trả lời với cậu không như vậy, thật thì của ba chấm mà giả thì của ba không chấm, vậy thôi. Thật thế nào, giả thế nào? Nhiều huynh giải thêm. Nếu họ cậu hỏi thật với giả, một người thì tự diễn mà một người thì có điểm. Như thường thường người ta tự diễn nhiều hơn là người ta có điểm, thấy không? Nếu người có tâm linh mà nếu mà bước vô cái ngôi cụ thờ của cụ ba thì ở trên sẽ chụp xuống điểm, là đó đúng là điểm. Còn mà những người tự diễn thì nó khác hả? Bởi vì cụ ba chứng là chứng điểm chứ không phải chứng diễn. Cụ ba chứng là chứng thiệt chứ không có chứng giả, là nó như vậy. Còn mà nói vào trong cái kỳ này cũng vậy, trong cái kỳ này thì trong mà đức thầy
thì châm mượn 7 cái kim thân trong cái kỳ này, thì cũng còn về quy tụ, quy tụ thì cũng còn về một âm Đức Quỳnh Phú Sổ mà thôi, không mượn nữa, sau này là lấy gốc Đức Quỳnh Phú Sổ. Thì trong cái hội này bây giờ mình đang sống trong cái hội là phong thần, hội này là cái hội phong thần chánh với tà phân nè. Là nói như vậy, mà nói cho anh em huynh đệ xa gần cũng vậy, nếu mình biết bút chữ Vũ Sơn Kỳ Hương, mình đã có cái tâm linh rồi, thì viên anh em huynh đệ gần xa gì cũng vậy, kỳ này mình đừng nên nói nữa, mình nên giúp được thì mình cứ giúp chứ đừng nên nói, bởi vì nói người ta không có hết bệnh, trừ ra mình giúp người ta mới hết bệnh mà thôi. Là nói như vậy. Là huynh nói hai câu đó là ý như thế nào huynh? Nhờ huynh giúp thêm là mình giúp người ta và không giúp như thế nào? Là mình giúp người bệnh thì người ta mới hết bệnh, chứ không phải mình giúp người mà mình nói khơi khơi mà ta hết bệnh bao giờ. Mà mình giúp bệnh đi nữa, mình không có dùng cái sát hữu hình của mình, mình dùng trong cái phần điển căn của mình mà mới giúp vào trong cái bệnh đó mới hết, chứ công hữu hình của mình giúp cái bệnh đó cũng không bao giờ hết bao giờ được hết. Là nó như vậy. Bởi vì thường thường á, linh dược thì phải dùng theo cái tâm dược, mà nếu mà linh dược mà không có tâm dược thì cũng như con cua mà không có cái càng vậy thôi. Mà nếu nam nữ nào cũng vậy, bệnh thì phải biết chút xíu. Nếu mình dùng cái linh dược thì mình để trong lòng bàn tay mình đi, mình không cầu ai xa hết, mình cầu cửu quyền thất tổ ông bà trong 7 đời 9 kiếp và nhiều kiếp thiên sơn tâm chi kiến họ gì độ hộ cho con dùng cái linh dược này vô uống, đặt cho bệnh tật tiêu trừ, sát cần bình an. Là đó, cái đó là mình vừa dùng linh dược là cái tâm dược. Kỳ này không ai qua ngũ hành với cửu quyền được hết. Ngũ hành năm mẹ quên. Thì ngũ hành thì phải năm mẹ rồi. Mình nói vậy chắc là mình có phải chị như quê về chị bệnh hôm nay mình nói đó. Nếu mà bé đã lên cộng đồng mạng này rồi thì nói chung ra thì ở đâu cũng đều biết bé, nước ngoài nó cũng vậy, cũng đều biết sát bé hết. Thì nếu mà nói giúp bệnh thì hình như bé cũng giúp hết bệnh nhiều hơn, bởi vì bé không có dùng nhờ cái xà phụ hình, bé dùng về trong cái phần căn với phần tổ thầy mà về cũng cái điện xuống cho bé mà để giúp cho dạng dân trong học thôi. Cũng như bệnh thiệt thì mình cũng giúp cũng bớt, mà nói về chỉ bệnh tà với bùa thì cái đó là bệnh giúp, cái đó là phải có bằng cách. Nói về những căn bệnh tâm linh đúng rồi, cũng như tà bùa thì cái đó là phải nằm tránh vào trong cái bên đây thì chỉ vào bên đó. Còn nói bệnh thiệt thì mình giúp người ta cũng nhẹ, mà dưới điều kiện mình phải là chèo thuyền đứng nước, mình phải phiên người đó phải quay đầu trở lại biết âm hòa của quyền thất tổ tổ tiên kính ngưỡng thì người đó mới bình phục được mau. Là nó như vậy. Bởi vì á, mình rước người đi chứ mình không rước người ở lại bao giờ hết. Là nó như vậy. Có chứ, nhiều khi mình giúp cho cái người đó mà mình muốn khuyên cái người đó mà để mà tu hiền, mình cũng phải đủ sức đủ tài thì mình mới khuyên cái người đó được, chứ mình không đủ sức, mình không đủ tài, mình muốn khuyên người đó mà để theo quay trở về tu hiền thì không đủ đức đủ tài cũng hơi khó, phải đủ đức đủ tài mình mới khuyên người đó được. Khuyên họ như vậy đó, mình nói như không đủ tồn tại rồi họ. Huynh thấy họ đi trên đường sai trái nữa thì huynh dùng biện pháp gì không? Thì ở đây chỉ nói một cái như vậy, mình giúp người đó, dầu mình khuyên người đó không đi, sau cái nghiệp đó người đó sẽ trả, mình không giúp được nữa. Bởi vì mới nói với cậu nghe cái như gì, nhiều khi bé giúp được vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần đâu, công đức đó vẫn càng muốn thọ, tuy vô hình đừng tưởng gần khóc, con ơi trong cảnh học cần có ai biết được tấm lòng thanh cao, loài côn trùng còn muốn sống trường sách, ta là người sống đừng chó hổ thẹn. Thì mới nói huynh cái như vậy,
đó, cái gì cũng vậy, muốn giúp người thì cũng phải hai chữ tùy duyên. Mới nói cậu cái như gì ta nói tùy duyên ai chữ vậy thơ, tề duyên cái mà dưới tế bé mới chèo thuyền cái ước đưa, dầu cho dương thế khổ sầu bé đây cái mà dưới thế cũng cam đành bé ước đưa, dầu cho nếu mà đúng duyên bé dầu thân xác bé khổ cỡ nào vẫn cam đành mà đúng đúng duyên bé sẽ tùy duyên, cái gì cũng hai chữ tùy duyên. Bây giờ là thật sự này bây giờ hay ở đây cũng có ông anh đi nhiều cũng đi kiểu lang thang hoài dạo nó chị đó đi kiểu như nói đi ta bà chị đó đi hoài nói cho cậu nghe nay chẳng thế mới tập tành đường đời đường đau gán tu hiền mà giao khắp cả năm châu, đi đây đi đó mà nhìn đời biết thời khổ cực mới chữ tu vẹn to, đi đây đi đó bốt mòn lập công bồi đức mà kiếm tiền về quê, quê xưa có mẹ có thầy có chân thất tổ mà ngồi chờ cháu con, cậu ơi hai chữ tu hiền lập công cậu bồi đất mà cậu làm thuyền bước đưa, đó là mới đúng đạo tu hiền, ngày sau mới biết chữ Bủ Sơn là gì. Bây giờ gắng tìm gắng kiếm vậy thôi, kiếm chi cho cổ xác mà trong gia cũng có Phật nha cậu ơi, bởi vì cũng cúm gạo mão tiền mà làm cho cái nghiệp mà chắc chồng ngày nay, có tiền thì gắng giúp mà nữ nam, nữ nam con mẹ thì ngày nay đang bệnh nghèo, dầu chó có cắt có súng bót mòn cậu giúp thì bước duyên cậu đủ đầy, ngày sau mẹ chớ lá gầy hiền câu tòa chương của mẹ hiền dành cho cậu từ lâu, bây giờ gắng chờ đợi tu để hầm gấu, đó ngày bé nhỏ mới ngồi hầu ước đưa, người ta còn đăng bạc tiền, còn đây bé nhỏ chỉ có đàn 5 giây, đàn này thì của đức họ đồng kỳ tám trở lại mà bé đàn khải ca, chúc cho mấy cậu hiện tại nơi đây ai ai tăng xá cũng mạnh lành bình an, làm ăn thì đặng đất tài
về gia tu nguyện mà lau chùi ngày đêm. Thì bé thì viên bao nhiêu đó thôi, làm sao mà anh em huynh đệ, nếu mà thường thường đi quay về nằm về bên Bửu Sơn Kỳ Hương rất là nhiều, thì nếu mà biết cúng chữ Bửu Sơn Kỳ Hương thì bốn chữ đó thì mình cứ để tâm, thì để ngày sau mới biết mình tập ra sao. Bây giờ chưa biết Bửu Sơn, chừng nào đắc được thì Bửu Sơn thấp liền. Trên cái năm non bảy núi này còn nhiều phép màu, còn nhiều rất là cái hiện lên. Bởi vì chưa tới ngày tới giờ, trong anh em huynh đệ gần xa chưa tập tập mà không. Ta nói nha, thật sân ai cùng trở về, thật sân là chỗ mà nhiễm màu hiện lên. Về cầu chấm họ tổ tiên, chừng cho con trẻ mà lòng sinh đất thành, cầu xin cha mẹ chứng lòng, chừng cho con trẻ mà lạc hồng bình yên, cầu xin cha lạc long quân, cầu xin đức mẹ mà âu cơ độ đầu. Là nói vậy. Thì bây giờ bé cũng xin lỗi trên đạo cộng đồng mạng anh em huynh đệ gần xa he, thì bé cũng không dám nói là các phần căn nào là phần căn nào hết he. Thì bé chỉ nói một câu như gì, ai xưng thì cứ xưng, thật hay giả thì để bà chuyên xét lại, mà người ở đời thì hỏi cãi mất công. Ta mới nói ra thay đổi đời thì thay hết nhân sanh, thay nhân vật thì mới đổi đời thành đức. Thì chúc anh em huynh đệ từ đây sắp tới, nếu mình tầm mình giữ bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, mình phải làm theo bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương làm đầu. Cậu bé ơi, tức là có câu già quá trẻ, trẻ là sao vậy? Thì nếu mà nói nha, nói già quá trẻ mà trẻ quá già, thì nếu về được hội Lâm Văn thì già thì sẽ có quá trẻ không? Phải về được hội Lâm Văn già mới quá trẻ nha. Nếu mà nói ở trong cái kỳ cuộc này thì già thì chết, già thì phải chết trong cái cuộc này. Mà nếu mà tu giàu có già đi nữa, nếu về được cái hội Lâm Văn thì già thì sẽ quá trẻ. Cách đó bị gì nói tiếng mà già quá trẻ, thì ở đây thì cậu hỏi bé thì bé sẽ nói luôn. Nếu mà tới ngày mà cậu tu đắc thành về cái hội Long Văn mà cậu được già quá trẻ, thì mẹ sẽ cho cậu một cái cam lồ bạch thủy, mẹ sẽ cưới trên mình cậu, thì cậu sẽ già quá trẻ. Vì kỳ này cam lồ bạch thủy mẹ Nam Hải bước sang cái năm việc này, mà cam lồ nhành liễu mà cưới ban đậu thế trong cái kỳ này, thì nếu cái gì nó cũng vậy, thì nếu biết mình cứ cầu xin mẹ Phổ Đà Sơn Nam Hải Phật Bà độ hộ cho con trong niên nay, cái gì đó thì cậu cứ nguyện, thì mẹ Nam Hải Phật Bà sẽ độ cho những cậu. Thì cái gì cũng dễ quá, già quá trẻ thì phải có cam lồ của mẹ thì mới già quá trẻ đó. Mà bây giờ cậu hỏi bé thì bé mới hỏi lại, các cậu nam thường cũng đi quay YouTube thì cũng quay các chị này các chị nọ, nói là linh căn đi, chứ mình không có nói là tiểu căn ha. Nói quay là các chị linh căn, mà hỏi các cậu một câu như gì, Phật có từ bi không? Đúng. Bé hỏi huynh cậu, Phật có từ bi hay không? Có từ bi chứ. Nếu mà cậu nói cậu quay về trong cái tâm linh, cậu mà quay về trong Bửu Sơn Kỳ Hương, quay về các vị tâm linh nào cũng vậy, mà cậu nói Phật từ bi là cái đó là cậu nói không được.
Phật không từ bi, Phật không từ bi những chúng sanh.